Reject. Trời lạnh thế. Icebox à? Nhiệm vụ của họ như chắc là phải bảo vệ khu này rồi. Chúng nó đặt spy rồi. Mình đã đi chậm một bước. Chúng ta phải làm gì đây? Tao thấy thứ gì ngô, dưới tuyết có dấu chân. Ủa? Tôi đoán chắc đây là Yoru. Thế có tài hình Yoru à? Đúng rồi đấy. Yoru. Ok, anh chàng này húng chó à? Come on, let's go. Ngay chà, Phoenix. Đâu đấy? Surprise mà ngầu thế. Thằng kia chết mẹ. Ngầu như con gấu. Wee. Bắn cứ trượt này. Đây con mình quan tạp. Bài sắp nổ rồi. Thôi. Anh này làm màu cái gì đây? Không kịp đâu. Không kịp đâu. Bài cứ cố sức nhìn. Giật. Lại né này, lại né. Oh. Mẹ ảo thật đấy. Ê, kinh. Nhìn lại để cho tôi nhìn cái tôi biết ngay. Không kịp, không kịp đâu. Kịp, chắc chắn là kịp. Chắc là kịp, chắc là kịp. Nice. Kịp mà. Kịp mà, bỏ rồi. Ván đấu cảm xúc đấy. Ê, 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 yo, what the. Ngon, ngon, ngon. Thấy chưa, tao đã bảo mà từ đầu tới giờ nó không có let's go mà. Cái con Joru này là người Trung Quốc à? Nhật Bản, nhưng mà không phải diễn viên đâu nhé. Và sau khi xem xong trailer này, tôi nhận ra là nó chẳng hề như bạn nghĩ đâu. Đây là Asian có bộ kỹ năng ảo ma Lazada Shopee tí ký nhất mà tôi từng thử. Joru Nikakeru. Những ai đã từng chơi thử Yoru ở thời gian đầu thì đều biết rằng anh chàng Weeaboo này từng bị coi là đứa con ghẻ hát hủ nhất Valorant với bộ kỹ năng khó sử dụng, mà có sử dụng thì cũng khá là vô dụng. Không quá khó hiểu khi đây là agent có tỷ lệ pick pet bằng và chả có ai thèm dòm ngó đến. Đó quả thực là chuỗi ngày trầm cảm và đau khổ nhất trong cuộc đời anh chàng này. Nhưng không sao đâu, vì cuối cùng Yoru được Riot đập đi xe lại để có một bàn tái xuất chiến trường cực kỳ bá đạo. Nổi bật nhất đó chính là thay đổi về bộ chiêu thức hoàn toàn mới, thay đổi ở chiêu xe, thay thế hoàn toàn tiếng bước chân trở thành một bản sao cực kỳ hoàn hảo. Không phải tệ hại nhé, để làm một mồi nhử nỡ chốt phải để mồi nhử đứng yên tại một vị trí, tái kích hoạt tương tự như việc tạo bước chân để mồi nhử chạy về phía trước. Khi bị tiêu diệt, clone sẽ lóe sáng làm mù mắt kẻ địch trong phạm vi hình nón. Tuy nhiên, số lượt sử dụng cho mỗi ván đấu đã bị giảm xuống còn 1. Chiêu quy là mù kẻ địch, không có gì thay đổi. Yoru phóng ra một quả cầu theo hướng chỉ định, khi va đập vào một vật chắn sẽ phát nổ sau một thời gian ngắn, gây mù tất cả kẻ địch trong phạm vi của nó. Chiêu e, cổng không gian. Yoru bắn ra một quả cầu nhỏ di chuyển về phía trước, nhấn e một lần nữa để có thể dịch chuyển đến vị trí quả cầu. Ở phiên bản mới, tăng số lượt sử dụng lên 2 lần, thời gian hồi lại lượt dùng đã bị loại bỏ, đổi về quy tắc hồi lại khi hạ được 2 mạng. Có thể giả vờ dùng cổng không gian bằng cách nhấn nút F khi chỉ vào quả cầu. X dịch chuyển không gian. Yoru giờ đây đã không còn bị lộ diện trước đối thủ khi dùng kỹ năng này. Ngoài ra, Yoru giờ có thể sử dụng tất cả các kỹ năng khi đang sử dụng dịch chuyển không gian, thêm độ trễ khi sử dụng dịch chuyển không gian để loại bỏ khả năng bất khả xâm phạm khi mới sử dụng. Và phần sau là cách mà tôi chơi con Yoru sẽ hơi chốc một chút. Dưới con đấy. Ui. Ui. Bảo chưa thấy. Bình tĩnh thôi các bạn, bình tĩnh thôi. Ôi, đi đi. Nó bên hai. Trong sai, trong sai. Chúng xịt tay, xịt tay, xịt tay. Thôi, 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 thôi. I'm fast as fuck, boy. Bro, never. Nó không cho đấy thì sao? À, không có, chắc B, chắc A hả? Chắc, có. Ôi, giật ông chó. Lo đến cậu, nó bên kia hết rồi. Hoặc là mid ấy. Ai ạ, à, nhầm chiêu. Ok, flat ạ. Đằng sau cái bạn. Bắn kiểu gì đây? Trùng tang vãi. Đến bên tôi đi. Ui, che tụi bạn. What the fuck was that? Kìa, sao chứ? Đó, sao chứ? Đó. Đừng, cậu đừng như thế. À, ừ. Có thằng lên hay vậy? Sai, tôi sai. Ủa, kìa, đừng chặn tôi chứ. Ôi, mày ai, mày ai. Này, nó cầm khẩu đấy, cực lực. Surprise, motherfucker. Ôi, mày đi, cái gì đấy? Ông có. What faker, what that? Heaven là cái chỗ trên này à? Cửa sổ.
Em bên trên này. Ôi em đạn. Có nhá, ở trên Evan có. Evan có một. Mình sẽ muốn các bạn muốn mình. Ồ, thì không phải mang spy à? Ok, 100 máu rồi. I got the spike. Chờ tí đừng manh động bạn ơi. Tôi không. Vào luôn đi, vào luôn đi, thằng cuối ngu mà. Ui, có ba mốt rồi. Ô, cái đó không có điểm bắn đâu. Sao trời đây? Ok. Ở đâu? Ở đâu? Cái gì vậy? 17. Giờ mình hết lên là xong. Ôi, xong. Đấy, không sao, không sao, không sao. Hay quá các bạn. Này, tôi do thắng tình yêu nhá. Hai bên có một này. Hai bên à? Chơi thám cầm chế bướm. À, trong sai có nhở, trong sai có. Tôi thám cầm chế bướm. Các bạn thế nào đấy bạn nhé. I'm back. Got him. Từ sân nó lại rồi. Nó ở đây. Ứa. Ứa. Thục nha. Chêu chêu. Kêu hơn kêu kêu. Đâm chút. Móc móc móc. Nó móc. Nó đánh nhiều hướng lắm nhá. Tôi bị áp chế rồi. Đây à? Ui, bê cái bìu à đông này. Anyone else? Đấy. À, trời ơi.